Thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 12 tháng 9, ông Uông Việt Dũng, Chánh Văn phòng Giao thông Vận tải cho biết, Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục có công điện gửi các cơ quan, đơn vị ngành giao thông vận tải và Sở Giao thông Vận tải các địa phương về việc khẩn trương khắc phục hậu quả của bão số 3 và mưa lũ sau bão. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Cục Đường sắt phối hợp với Tổng công ty Đường sắt chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm ngặt chế độ tuần tra, chốt gác các công trình, vị trí xung yếu, khu vực trọng điểm, đặc biệt là tại các cầu bắc qua sông đang bị ảnh hưởng của mưa lũ, đoạn đường có nguy cơ xảy ra ngập nước, đá rơi, đất sụt. Các đơn vị phải khẩn trương tập trung phương tiện, vật tư, thiết bị và nhân lực khắc phục hậu quả mưa lũ để đảm bảo thông tuyến trong thời gian nhanh nhất. Cục Hàng hải Việt Nam, Cục Đường thủy Nội địa có trách nhiệm chỉ đạo các cảng vụ hàng hải, cảng vụ đường thủy nội địa, khu vực tăng cường kiểm tra việc neo buộc, đậu đỗ của tàu thuyền, phương tiện thủy nội địa, yêu cầu chủ tàu thuyền phải neo đậu, chằng buộc chắc chắn, ổn định, đậu đỗ tại các khu vực an toàn, không để phương tiện trôi dạt, va đập vào kết cấu hạ tầng giao thông, công trình khác. Cục Hàng hải chỉ đạo Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam tiếp tục phối hợp với các lực lượng của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các lực lượng chức năng khác tại địa phương trong công tác tìm kiếm cứu nạn người còn đang mất tích do bão số 3 gây ra. Trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Mạnh Thắng, Phó Cục trưởng Đường bộ Việt Nam cho biết, theo đánh giá hiện nay, nhiều công trình cầu đường xuống cấp tại các địa phương nhưng chưa có kinh phí sửa chữa, khắc phục nên tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Trước cơn bão số 3, Cục đã chỉ đạo các địa phương rà soát, kiểm tra kết cấu hạ tầng đường bộ, nhất là các công trình xung yếu như bến phà, cầu phao, công trình neo đậu phà, cano, phao ngầm, tràn, vị trí nguy cơ ngập, sạt lở đất đá, các vị trí đã hư hỏng, chưa khắc phục xong. Với tình hình mưa bão diễn biến phức tạp, lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam cho hay nguy cơ xảy ra mất an toàn rất cao. Ngày 10 tháng 9, Cục Đường bộ Việt Nam đã có công điện yêu cầu các địa phương kiên quyết tạm dừng khai thác các công trình cầu không đảm bảo an toàn do thiên tai. Cầu có mực nước dâng cao, lưu tốc dòng chảy lớn, cầu yếu. Ông Trần Chủng, Chủ tịch Hiệp hội các nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam cho biết, hiện có nhiều cầu mới được xây dựng, tuy nhiên công tác bảo trì và duy trì các công trình cũ vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Theo ông Chủng, việc duy trì, bảo trì công trình sau khi xây dựng hoàn thành rất quan trọng, thậm chí còn quan trọng hơn cả việc xây dựng mới. Theo đó, cần phải có một chế độ bảo trì nghiêm ngặt, bao gồm các hoạt động như khảo sát, theo dõi, đánh giá tình trạng công trình và thực hiện các biện pháp sửa chữa kịp thời. Ông Dũng cũng cho rằng, công tác bảo trì cầu ở Việt Nam hiện nay còn nhiều hạn chế, trong đó thiếu kế hoạch, nguồn lực và chuyên môn để thực hiện một cách hiệu quả. Ông Dũng cho biết thêm, trước sức tàn phá khôn lường của thiên nhiên, con người không thể chống lại được. Do đó, giải pháp hiện tại là tập trung vào việc giảm thiểu rủi ro, ưu tiên bảo vệ tính mạng con người và hạn chế sử dụng một số công trình giao thông khi có tình huống khẩn cấp. Ông Trần Danh Lợi, nguyên Chủ tịch Hội Cầu đường Hà Nội nhấn mạnh, với các cầu hiện nay ở các địa phương cần phải tiến hành duy tu, bảo trì thường xuyên và kiểm tra định kỳ để phát hiện và khắc phục kịp thời các vấn đề về an toàn. Theo đó, các cơ quan quản lý cầu cần xử lý ngay tất cả những điểm không đảm bảo an toàn có thể nhìn thấy được, tiến hành khảo sát, đánh giá và khắc phục kịp thời các điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Với những cầu xuống cấp, cần sử dụng các phương pháp kỹ thuật, công nghệ tiên tiến để đánh giá, dự báo các vấn đề liên quan đến an toàn cầu mà không thể quan sát trực tiếp. Cơ quan quản lý các cấp cần phối hợp chặt chẽ trong việc quản lý, bảo trì cầu, xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị, bộ ngành ở các cấp khác nhau để đảm bảo công tác bảo trì cầu được thực hiện hiệu quả. Các đơn vị phải tìm kiếm các giải pháp tối ưu hơn để đảm bảo an toàn giao thông, nhất là tại những cầu trọng điểm như cầu Chương Dương, ông Lợi nói. Bạn thấy sao về thông tin này? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở dưới video để chúng ta cùng bàn luận nhé. Thông tin từ VTC News, Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng cầu Phong Châu quốc lộ 32C, tỉnh Phú Thọ. Cầu Phong Châu bắc qua sông Thao, sông Hồng tại vị trí km 18+300 trên quốc lộ 32C, tỉnh Phú Thọ được xây dựng, hoàn thành, đưa vào khai thác năm 1995. Cầu có chiều dài 375,36m, gồm 8 nhịp, được bố trí theo sơ đồ 4x33+66+64+80+21m. Các nhịp 33 là dầm bê tông cốt thép, giữ ứng lực, mặt cắt chữ T. Các nhịp chính bằng kết cấu dàn thép, các trụ cầu bằng bê tông cốt thép. Ngày 9 tháng 9, cầu Phong Châu gặp sự cố sập, cuốn trôi trụ T7 và hai nhịp dàn chính, nhịp 6 và 7. Phía bờ hữu sông Thao thuộc địa bàn huyện Tam Nông. Sau khi sự cố xảy ra, Cục Đường bộ Việt Nam đã có công điện số 14 ngày 9 tháng 9 chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải Phú Thọ và các đơn vị liên quan khẩn cấp điều động nhân lực, thiết bị tham gia khắc phục sự cố và tìm kiếm cứu nạn. Thực hiện ý kiến của lãnh đạo Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải tại buổi kiểm tra hiện trường cầu Phong Châu ngày 9 tháng 9 trên cơ sở đề xuất của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ,
tại báo cáo số 156/PC-UBND ngày 9/9/2024 để có giải pháp lâu dài nhằm đảm bảo an toàn giao thông, đáp ứng nhu cầu vận tải trên tuyến quốc lộ 32C qua sông Thao, sông Hồng. Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Bộ Giao thông Vận tải xem xét giao cục nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư cầu Phong Châu mới trên quốc lộ 32C tỉnh Phú Thọ bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, thời gian thực hiện năm 2024-2025. Trước đó, theo báo cáo nhanh của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Thọ, cầu Phong Châu đã trải qua nhiều lần sửa chữa, bảo trì. Kết quả kiểm định cầu năm 2019 đánh giá cho thấy cầu khai thác được với tải trọng HL93, cầu không phải cấm biển hạn chế tải trọng xe qua cầu. Theo ông Bùi Quang Thái, hàng năm, cầu Phong Châu và tuyến quốc lộ 32C đều được lập kế hoạch bảo trì, giao vốn thực hiện bảo trì và được Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Thọ, chủ đầu tư, tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện bảo trì theo kế hoạch giao. Trong đó, năm 2010 tiến hành sửa chữa lan can cầu, mặt cầu, khe co giãn. Năm 2013 tiến hành thay dầm nhịp bê tông cốt thép, thay khe co giãn bằng loại khe trang lược, thảm lại mặt cầu. Năm 2018 xử lý trụ chống va xô. Năm 2019 xử lý sói lở trụ T6, T7 và năm 2023 sửa chữa sơn kết cấu nhịp dầm thép, khe co giãn. Mặt khác, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Thọ đã đấu thầu lựa chọn nhà thầu quản lý bảo dưỡng thường xuyên từ năm 2024 đến 2027. Đến thời điểm xảy ra sự cố, Cục Đường bộ Việt Nam không nhận được báo cáo về dấu hiệu không bảo đảm an toàn đối với công trình cầu Phong Châu, ông Thái khẳng định. Bạn thấy sao về thông tin này? Hãy để lại ý kiến của bạn ở dưới video để chúng ta cùng bàn luận. Và đừng quên nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ nhiều thông tin mới nhất bạn nhé! Báo Điện tử Việt Nam Plus thông tin, quá trình thoát lũ, giảm lũ có khả năng diễn ra chậm nên tình trạng ngập còn diễn ra nhiều ngày tại các vùng trũng, vùng thấp ven sông, bãi bồi ngoài đê chính tại Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh. Cụ thể ra sao? Các bạn cùng theo dõi tiếp video này nhé. Chuyên gia Hoàng Văn Đại, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia lúc 9 giờ ngày 13 tháng 9 cho biết, mực nước lũ trên hầu hết các sông ở miền Bắc đang có xu thế xuống. Trong hôm nay và vài ngày tới, nước lũ tại nhiều sông sẽ tiếp tục giảm xuống ở mức trên báo động 1 và 2. Tuy vậy, quá trình thoát lũ, giảm lũ trên hệ thống sông Hồng có khả năng diễn ra chậm nên tình trạng ngập còn diễn ra nhiều ngày tại các vùng trũng, vùng thấp ven sông, bãi bồi ngoài đê chính tại Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hà Nam, Hải Dương. Thông tin cụ thể, ông Đại cho biết, tại thời điểm 7 giờ sáng nay, mực nước trên sông Cầu tại Đáp Cầu ở mức 7,66m, trên báo động 3 khoảng 1,36m, trên sông Thương tại Phủ Lạng Thương 6,95m, trên báo động 3 là 0,65m, trên sông Lục Nam tại Lục Nam 6,23m, dưới báo động 3 là 0,07m, trên sông Hoàng Long tại Bến Đế 4,82m, trên báo động 3 là 0,82m. Mức nước trên sông Thái Bình tại Phả Lại 6,04m, trên báo động 3 là 0,04m, trên sông Hồng tại Hà Nội 10,02m, dưới mức báo động là 0,48. Dự báo trong 12 giờ tới, từ 9 giờ đến 21 giờ hôm nay, lũ trên sông Lục Nam xuống dưới mức báo động 3, sông Cầu tại Đáp Cầu, sông Thương tại Phủ Lạng Thương, sông Lục Nam tại Lục Nam, sông Hoàng Long tại Bến Đế tiếp tục xuống nhưng vẫn ở trên mức báo động 3. Lũ trên sông Hồng tại Hà Nội sẽ xuống mức báo động 1. Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, từ 21 giờ ngày 13 tháng 9 đến 21 giờ ngày 14 tháng 9, lũ trên sông Cầu, sông Thương và sông Hoàng Long tiếp tục xuống nhưng vẫn ở mức trên báo động 3. Sông Lục Nam và sông Thái Bình tiếp tục xuống nhưng vẫn trên mức báo động 2. Lũ trên sông Hồng tại Hà Nội sẽ xuống dưới mức báo động 1. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, từ đêm 14 đến 22 tháng 9, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khoảng ngày 15 đến 16 tháng 9, khu vực Bắc Bộ khả năng có mưa rào và dông rải rác. Ông Đại nhấn mạnh, với diễn biến mưa giảm được, dự báo trong những ngày tới thì tình trạng ngập ở vùng trũng, thấp ven sông sẽ dần được cải thiện. Cụ thể, ở ngoài đê vùng sông Hồng tại Hà Nội sẽ rút nước sau 2 đến 3 ngày tới. Riêng vùng trũng thấp ở Chương Mỹ, ven sông Bùi từ 10 đến 13 ngày, sông Tích khoảng 7 đến 10 ngày, hạ lưu sông Cà Lồ 3 đến 5 ngày, sông Nhuệ từ 2 đến 3 ngày tới. Khu vực ven sông, hạ lưu sông Hồng, Thái Bình tại các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam, Ninh Bình, Nam Định, Hưng Yên, Thái Bình, Hải Dương, thời gian rút nước dự báo sẽ kéo dài hơn trong khoảng từ 3 đến 6 ngày tới. Tuy vậy, mực nước lũ ở hạ lưu sông Hồng hiện tại đang ở mức cao nên vẫn còn nguy cơ ảnh hưởng đến đê bối ven sông, sạt lở đê, kè tại các vị trí xung yếu thuộc các tỉnh thành phố Hà Nội, Hải Nam, Nam Định, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Ninh Bình. Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Hoàng Văn Đại nhấn mạnh. Ngoài ra, ông Đại cũng lưu ý mực nước trong sông đang ở mức cao gây ngập lụt sâu,
ngập lụt vùng ven sông, vùng trũng thấp, các bãi nổi trên diện rộng kéo dài ở một số khu vực sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản. Nhiều vùng dân cư của các địa phương trên có thể gây nguy hiểm cho đời sống sinh hoạt, sản xuất của nhân dân, đe dọa đến tính mạng và tài sản của dân, ảnh hưởng tới các hoạt động giao thông đường thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế xã hội, đặc biệt tại hạ lưu sông Hồng, Thái Bình. Xoay quanh thông tin về những ảnh hưởng của bão số 3 gây ra, chúng tôi đã sản xuất nhiều video liên quan. Nội dung chi tiết được đính kèm ở phần mô tả và cuối video này. Quý vị và các bạn hãy nhấn vào đường link để xem thêm nhé. Bạn đang tìm kiếm những phụ kiện thời trang nam để nâng tầm phong cách của mình? Hãy khám phá ngay 5 sản phẩm không thể bỏ qua từ thương hiệu Bụi Leader. Sản phẩm đầu tiên là thắt lưng da bò nguyên tấm L110, thiết kế hiện đại với khóa tự động. Tiếp theo là ví da bò Napa V101, chất liệu bền bỉ, giày Oxford, da bò G103, lựa chọn hoàn hảo cho phong cách công sở. Dép da bò Napa E102, đôi dép qua ngang khâu viền thủ công. Cuối cùng là vòng tay nam mùi gỗ thơm với thiết kế tinh tế và hương thơm dịu nhẹ. Bạn đã sẵn sàng nâng tầm phong cách? Nhấn vào góc trái màn hình hoặc phần mô tả bên dưới để khám phá thêm chi tiết và nhanh tay sở hữu những sản phẩm trên nhé.